Xin chào quý vị khán giả của kênh Elitesport. Quý vị thân mến, xe đạp tập tại nhà là một thiết bị được rất là nhiều người lựa chọn bởi vì tính thuận tiện và hiệu quả của nó. Trong video ngày hôm nay thì Trung Nghĩa sẽ được chia sẻ với các bạn cách sử dụng xe đạp tập tại nhà hiệu quả và hãy cùng tập luyện với xe đạp tập tại nhà để chúng ta có thể đánh thức bản lĩnh chiến binh trong bạn. Bây giờ thì chúng ta không cần phải cực khổ đến phòng gym tập luyện mà vẫn có thể giảm cân an toàn bằng việc chúng ta đạp xe đạp tập thể dục cùng với kết hợp với một chế độ ăn uống thật là khoa học. Theo các nghiên cứu thì khi mà chúng ta tập luyện với xe đạp tập thể dục tại nhà thì chúng ta có thể giảm được lượng năng lượng nè, có thể giảm được cholesterol đáng kể. Với 30 phút tập thôi, chúng ta có thể đốt cháy khoảng 250 calorie. Khi mà tập luyện với xe đạp tập thể dục tại nhà, chúng ta còn có thể giúp cho cái hệ tim và phổi của chúng ta được tốt hơn, bởi vì nó sẽ giúp cho lưu thông máu tốt hơn nè, hệ tuần hoàn của chúng ta được tốt hơn trong cơ thể nữa. Và bên cạnh đó nó còn giúp cho cái hệ cơ xương khớp của mình được khỏe hơn, bởi vì khi mà mình tập như thế này, cơ bắp của mình được vận động một cách linh hoạt và dẻo dai hơn, tránh cái tình trạng đau lưng nè hay là những cái bệnh về xương khớp. Khi mà mình tập với xe đạp tập thể dục tại nhà thế này, mình còn tránh được cái việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm phía bên ngoài nè. Và tập luyện với xe đạp tập thể dục á, còn giúp chúng ta có một cái tinh thần thoải mái hơn. Bởi vì khi mà đạp á, cơ thể chúng ta sẽ tiết ra một cái hormone endorphin để giảm căng thẳng, lo âu và giúp cho chúng ta tập luyện được vui vẻ và thoải mái hơn nữa. Bên cạnh của Trung Nghĩa bây giờ đó chính là chiếc xe đạp tập Elite Victor. Nhìn chiếc xe này rất là chắc chắn và kiểu dáng rất là thể thao, khỏe khoắn. Với cái cấu trúc là khung sườn của nó bằng thép không rỉ rất là chắc chắn. Bên ngoài còn được bọc một lớp nhựa ABS cao cấp tạo tính thẩm mỹ cho chiếc xe. Tải trọng của chiếc xe này là 150kg nên mình có thể hoàn toàn yên tâm trong quá trình mà mình tập luyện. Và tiếp theo đó chính là cái phần dây cura. Dây cura là cái bộ phận truyền động của xe. Dây cura có tác dụng là giúp cho chúng ta trong quá trình hoạt động được êm ái hơn, không như những cái bộ truyền động bằng dây xích là mỗi lần mà sau quá trình mà chúng ta sử dụng lâu á, chúng ta cần phải thêm dầu để cho nó hoạt động được tốt hơn. Dây cura chúng ta không cần phải thêm dầu nữa, nhưng mà nó vẫn vận hành được êm ái và thoải mái hơn, tránh phát ra những tiếng ồn gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Và tiếp theo phía trên đây nữa đó chính là cái bánh đà. Bánh đà này được ốp nhựa tạo cái tính thẩm mỹ và đẹp mắt cho chiếc xe đạp của chúng ta. Phần chân trụ ở đây được bọc nhựa nè, tạo cái tính vững chắc và cái độ bám trên cái sàn nhà của bạn, dù là sàn của mình bằng gỗ nè hay là bằng gạch gì đó, nó vẫn có thể bám sát và tạo cái tính vững chắc an toàn cho bản thân của mình trong quá trình mà mình tập luyện. Ở phía dưới cái phần yên xe này đó chính là cái bộ phận giảm sốc bằng lò xo rất là hiện đại nè. Nó tạo cái độ chắc chắn trong quá trình mà mình tập luyện, dù mình đạp nhanh á, xe nó không có bị rung lắc, đảm bảo an toàn cho quá trình mình tập luôn nha. Tiếp theo á, đó chính là cái phần bánh đà ở đây. Phần bánh đà ở đây được ốp nhựa, nhìn rất là sang trọng và an toàn cho những gia đình nào mà có trẻ nhỏ. Khi mà chúng ta vô tình chạm vào đây cũng không có nguy hiểm luôn. Đi lên phía trên này ở cái phần cổ xe, đó chính là bộ phận cảm biến nhịp tim ở hai bên tay cầm thế này. Khi mà chúng ta đặt tay vào thế này á, thì ở trên đồng hồ nó sẽ hiển thị nhịp tim, có một cái quả tim nó chớp chớp thế này á, là chúng ta có thể biết được nhịp tim của mình hiện tại mình tập á, nên nó đang đập ở cái mức là bao nhiêu lần trên một phút nha. Ở phía trên tay cầm này còn có một cái đồng hồ để giúp hiển thị những cái thông số, nó sẽ bao gồm có thời gian tập luyện nè, tốc độ nè, quãng đường, năng lượng tiêu thụ, tổng quãng đường và nhịp tim, để giúp chúng ta có thể quan sát được tất cả những thông số trong quá trình luyện tập. Ở dưới đồng hồ có một cái nút màu đỏ này để chúng ta có thể nhấn vào để chúng ta biết được những cái thông số về thời gian, về tốc độ, về quãng đường, về năng lượng tiêu thụ, để chúng ta có thể điều chỉnh trong quá trình mình tập luyện, mình có thể biết được những cái thông số đó. Và với những cái chi tiết cơ bản về chiếc xe đạp tập Elite Victor này á, nếu như mà quý vị chúng ta quan tâm và chúng ta muốn tìm hiểu về chiếc xe này á, thì quý vị có thể truy cập vào trong web elitesport.vn hoặc gọi điện thoại đến tổng đài 1800 6854 để được các nhân viên của chúng tôi tư vấn và đặt hàng cho quý vị, để chúng ta có thể có một thiết bị chăm sóc sức khỏe và sử dụng chiếc xe đạp tập tại nhà một cách hiệu quả. Trước khi mà mình bắt đầu tập luyện á, mình sẽ điều chỉnh cái xe phù hợp với vóc dáng của mình á. Đầu tiên đó chính là điều chỉnh cái phần yên xe. Phần yên xe của chiếc xe đạp Elite Victor này mình có thể điều chỉnh lên hoặc xuống một cách dễ dàng nha. Chỉ cần mở cái khóa này ra một cách nhẹ nhàng thôi là chúng ta có thể điều chỉnh cái yên xe lên hoặc là xuống một cách dễ dàng. Bên cạnh đó chúng ta có thể điều chỉnh khoảng cách giữa yên xe với phần cổ xe, có thể tiến ra phía trước hoặc là lùi về phía sau được. Chúng ta cũng có mở cái khóa này ra và chúng ta điều chỉnh tiến về phía trước nè, lùi về phía sau. Mình sẽ khóa lại như thế này để tạo cái sự vững chắc và an toàn trong quá trình mình luyện tập nha.
Khi mà mình điều chỉnh cái xe nó phù hợp như vậy á, để tránh cái tình trạng mà khi mình ngồi bị chúi người quá về phía trước. Nếu như mà mình không có thể di chuyển hay là mình có thể điều chỉnh phù hợp á, thì lúc tập rất là khó nha. Bởi vì những người cao á, khi mà điều chỉnh mà không đúng á, sẽ bị chúi về phía trước. Còn những mà người thấp á, thì cơ thể sẽ bị co lại, tạo cảm giác không có thoải mái trong quá trình mình luyện tập. Và cái phần da ghế á, rất là êm ái nha. Phần da ghế này á, được bọc lớp da bên ngoài nè và để mút phía bên trong. Khi mà mình ngồi lên mình đạp xe, những cái cử động của mình á, nó tạo cảm giác thoải mái, mang lại hiệu quả cho bài tập của mình. Sau khi mà điều chỉnh cái yên xe rồi xong á, mình sẽ điều chỉnh đến phần cổ xe. Phần cổ xe của chiếc xe đạp Elite Victor này cũng có thể điều chỉnh được luôn. Chúng ta chỉ cần mở cái khóa này ra và chúng ta kéo lên nè, hoặc là hạ xuống sau khi có chiều cao phù hợp rồi, thì chúng ta sẽ chốt cái khóa này lại và chúng ta vặn nhẹ lại để tạo sự chắc chắn khi mà chúng ta sử dụng. Tránh tình trạng mình không có điều chỉnh á, lúc đó cơ thể của mình bị nghiêng về phía trước, lưng của mình không có được thẳng, mình tập luyện rất là khó khăn và cái bài tập của mình lại là được không hiệu quả nữa. Vì vậy các bạn lưu ý nha, khi mà chúng ta tập luyện á, cần phải điều chỉnh phần yên xe và phần cổ xe phù hợp với vóc dáng của mình, lúc đó mình tập cái bài tập sẽ trở nên hiệu quả hơn. Tiếp theo là mình sẽ chú ý đến cái phần bàn đạp của xe đạp này nha. Phần bàn đạp của xe đạp này á, nó có phần dây đai an toàn bao bọc cái đôi giày của mình, giúp cho mình việc tập luyện của mình được vững chắc hơn. Và cái phần dây đai này có thể mình có thể nới ra hoặc là siết lại. Nếu như mà cái giày của mình quá to thì mình sẽ nới ra, và dây nếu mà giày của mình nó nhỏ quá thì mình sẽ siết lại. Mình sẽ tăng giảm cái dây đai này cho nó phù hợp với cái đôi giày của mình để tạo cái sự chắc chắn, dù là mình có đạp mạnh đạp nhanh mình không có bị trơn trượt trong quá trình mình luyện tập. Bàn đạp này có những cái đường răng hình lưỡi cưa ở phía bên dưới này nè, nó còn giúp cho tăng độ ma sát giữa cái bàn đạp và bàn chân của mình, giúp cho cái việc tập luyện của mình nó trở nên an toàn hơn, chắc chắn hơn nha. Và sau khi mà mình đã chuẩn bị điều chỉnh yên xe, cổ xe và phần bàn đạp chắc chắn rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu cái bài luyện tập của mình. Nếu như mà chúng ta tập luyện đúng tư thế sẽ giúp cho bài tập của chúng ta trở nên hiệu quả hơn. Và bây giờ đây Trung Nghĩa sẽ được chia sẻ với các bạn về tư thế tập luyện với xe đạp tập nha. Đầu tiên, sau khi mà mình điều chỉnh cái phần yên xe và phần cổ xe phù hợp với vóc dáng của mình rồi á, thì mình sẽ bước lên xe, đặt chân vào bàn đạp và bắt đầu bài tập của mình nha. Rồi, sau khi chúng ta để chân vào bàn đạp chắc chắn rồi thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến bài tập của mình. Nhưng mà điều quan trọng thì chúng ta cần phải có một cái tư thế đúng để giúp cho bài tập của mình trở nên hiệu quả hơn. Thì cái phần lưng của chúng ta lúc nào cũng cần phải thẳng là điều rất là quan trọng. Phần vai cũng phải thẳng và ngực chúng ta sẽ căng lên, bụng thì sẽ hóp lại, mặt thì hướng về phía trước. Chúng ta hít thở nhẹ nhàng. Còn phần tay của chúng ta thì sẽ đặt nhẹ lên cái phần tay cầm của xe đạp như thế này. Chúng ta không có dùng nhiều lực để ghì lên như này tạo cảm giác khó chịu, và chúng ta chỉ tựa nhẹ để tạo cái sự vững chắc cho cái cơ thể của mình khi mà mình đạp xe. Động tác quan trọng khi mà chúng ta đạp xe đó chính là lực của chân. Bởi vì chân của mình chịu rất là nhiều lực khi mà chúng ta đạp xe thế này. Bởi vậy chúng ta cần phải cái chân phải thoải mái. Nếu như mà chúng ta muốn nặng á, thì chúng ta sẽ đạp nhanh hơn. Và nếu như mà chúng ta muốn nhẹ thư giãn thì chúng ta đạp nhẹ nhàng thoải mái thôi. Và đó là những cái cơ bản khi mà chúng ta có một cái tư thế tập luyện đúng sẽ giúp cho bài tập của mình trở nên hiệu quả hơn. Và đó là những cái động tác cơ bản khi cái tư thế để chúng ta giúp có một cái bài tập thật là hiệu quả. Và để tăng độ mạnh cho bài tập của mình thì mình sẽ sử dụng cái nút kháng lực này. Nút kháng lực ở đây của chiếc xe đạp Elite Victor này là dạng cái nút xoay. Nó sẽ có hai chiều mũi tên. Nếu như mà chúng ta vặn qua phải theo chiều dấu cộng là tăng cái độ kháng lực. Còn nếu như chúng ta vặn ngược lại theo chiều dấu trừ bên trái là nó giảm cái độ kháng lực. Và tùy vào cái bài tập của mình, cái sức nặng mình muốn tăng hay giảm là mình sẽ điều chỉnh cái nút kháng lực này. Nhưng các bạn lưu ý nha, chúng ta nên tập từ từ thôi. Chẳng hạn như lúc đầu mà chúng ta mới lên xe thì chúng ta sẽ khởi động với những cái nút kháng lực nó nhẹ thôi, ở mức kháng lực nó nhẹ nhàng thôi. Bắt đầu dần dần mình quen với cái cơ chế vận động rồi, bắt đầu mình sẽ tăng cái độ kháng lực lên. Mình vặn qua bên phải theo dấu cộng khoảng nửa vòng nè, rồi từ từ mình nâng lên là một vòng nè, hoặc là một vòng rưỡi, và tiếp tục cái độ khó nó càng nâng lên đến khi nào mà cơ thể của mình cảm giác là mình mệt quá rồi mà mình muốn giảm lại thì mình sẽ vặn ngược lại bên trái theo chiều của dấu trừ nha. Và chúng ta luôn nhớ là phải từng giai đoạn để cơ thể của mình nó có thể thích nghi được với cái quá trình vận động mà nó sẽ không bị mệt trong quá trình mà mình tập luyện. Đây, cái nút kháng lực này giúp cho bài tập của mình trở nên hiệu quả hơn trong việc mà chúng ta muốn tập giảm cân, là tăng cường cơ bắp hay là đốt cái lượng mỡ thừa trong cơ thể. Để việc tập luyện với xe đạp tập thể dục được hiệu quả, chúng ta cần lưu ý những điều sau. Không tập khi cơ thể bị đói, phải khởi động trước khi tập. Và trước khi chúng ta lên xe, chúng ta cần phải điều chỉnh phần yên xe và cổ xe cho phù hợp với vóc dáng của mình.
Tiếp theo là chúng ta tăng dần độ kháng lực trong quá trình tập, bù nước khi mà cơ thể cảm thấy khát nước, và cuối cùng là nên tập luyện thường xuyên, không bỏ bữa và chúng ta không ngắt quãng. Những sản phẩm của tập đoàn thể thao Elite Sport được sản xuất theo một quy trình khép kín từ khâu sản xuất đến khâu phân phối đến người tiêu dùng. Vì vậy, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Vừa rồi thì Trung Nghĩa đã chia sẻ với các bạn về cách sử dụng xe đạp tập tại nhà. Hy vọng rằng các bạn sẽ lựa chọn được một thiết bị và có một bài tập thật hiệu quả để giúp cho cơ thể khỏe mạnh và một vóc dáng thật là thon gọn. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn vui lòng truy cập vào trang web elitesport.vn hoặc gọi điện thoại đến tổng đài 1800 6854 để được tư vấn và đặt hàng. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo các bạn nha. Quý vị thân mến, với vị trí tiên phong trong việc sản xuất những máy móc thiết bị tập luyện thể dục thể thao, tập đoàn thể thao Elite Sport hy vọng sẽ được trở thành một người bạn đồng hành, chăm sóc sức khỏe thật tốt, cùng chung tay lan tỏa sức mạnh tinh thần thể thao đến với cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.